được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 106. Chương trình đang được diễn ra tại nhà thiếu nhi huyện Châu Thành, tỉnh Long An và được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34 và truyền thanh trực tiếp trên tần số 96,9 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Xin được thay mặt ekip những người thực hiện chương trình, Xuân Hiếu kính gửi đến toàn thể tất cả quý vị khán thính giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị cùng đến tham dự với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 106 tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Đỗ Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Châu Thành. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thình, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Văn Ngọc Hạo, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Châu Thành. Xin giới thiệu có sự hiện diện của ông Dương Ngọc Linh, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành. Xin giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Tới, ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành. Và đặc biệt góp phần thành công cho chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi được đón tiếp sự hiện diện của rất đông quý vị khán thính giả đang cùng có mặt tại nhà thiếu nhi huyện Châu Thành, tỉnh Long An để theo dõi chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 106. Xin nhận ở chúng tôi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, vậy là những ngày xuân Bính Thân rộn rã đã đi qua và tất cả chúng ta lại trở về với cuộc sống thường nhật, với những mong ước đời thường như là mong cho quê hương đất nước sẽ có một năm đầy phát triển, mong cho một năm luôn được mưa thuận gió hòa, cuộc sống thì luôn được ấm no, công việc thì luôn được thuận buồm xuôi gió, hay là lại mong ước cho hạnh phúc lứa đôi sẽ mãi được bền vững. Và đặc biệt hơn, chúng ta đều mong ước rằng năm này sẽ hơn hẳn năm qua. Vâng thưa quý vị, một năm sẽ không phải là ngắn nhưng sẽ là rất nhanh nếu như chúng ta sống có ý chí và có mục đích phấn đấu. Vì lẽ đó, nhân mùa xuân mới vừa trôi qua, chúng tôi cũng xin được kính chúc toàn thể tất cả quý vị khán thính giả sẽ có một năm vạn sự như ý và phúc lộc đầy nhà. Giờ đây, để bắt đầu cho chương trình tối nay, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng đến với liên khúc Lý Ngựa Ô và Tháng Giêng Hò Hẹn, sáng tác của nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, lời vọng cổ của soạn giả Hoàng Song Việt, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Võ Thành Phê, cùng với phần minh họa của vũ đoàn Bình Minh. Chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho tiết mục mở màn chương trình tối hôm nay. Ngày đầu xuân ai nỡ sai lời, tháng riêng em hẹn đợi tôi, cất tiếng hoa chung chuyến đò vui. Một tiếng chim hót bên nhành mai xuân, bâng khuâng chân bước xuống đò, nhìn dòng sông bên lỡ bên bồi mà lặng nghe dòng họ cuối sông, thả lòng tôi trôi giữa đôi bờ. Kêu gọi bạn sao chẳng đợi tôi ơi người ơi, em đi theo tiếng trong hồi còn lại tôi trôi theo tháng riêng. Người ơi xin hẹn mùa xuân tới, tháng riêng quay về sẽ cho câu hẹn hò. Khoảng trời xanh êm ả, nắng xuân tươi ngạt ngào hương gió mới, cho qua cỏ mùa xuân rộng ràng trên muôn lối và những tiếng chim.
chim ca làm sao xuyên những tâm hồn. Đất trời thay áo mới cho niềm tin yêu cũng phơi phới tươi hồng. Anh là tháng giêng, em là cánh én, đã bao đời hò hẹn với mùa xuân. Em tặng cho đời từng khúc nhạc vui tươi, anh dệt mãi mê từng sợi nắng mơ màng. Cho cánh mai vàng e áp gọi xuân sang, cho những tình yêu nay trời thanh lọc. Tháng giêng nắng về trễ hẹn, để đầu xuân mơ đến vội vàng. Tháng giêng tôi đợi mình tôi, cất tiếng hò ước chuyến đó vui. Một nhánh mai thầm, xuân về hay đi. Riêng tôi mang nỗi ước hẹn, trở về con trong với tiếng hò. Lòng nặng mang lời hẹn tháng giêng ngày đầu xuân. Tôi với con đò nhỏ trôi xa mang theo những câu hỏi.
dáng người lại không phải là em. Bên hẹn đêm rồi rực rỡ ánh hoa đăng, trong hồi gian gian như gọi mời thôi thơ. Em cùng chúng bạn mặc vào manh áo mới đi xem hội làng xa mà quên mất kẻ hẹn hò. Chim trên cành vui hát ca, hãy thương cho người đáng lẽ đôi mong chờ ơi cô bạn ngày xưa. Chim mang lời ta thiết tha dùng đến nơi cho người rằng có đâu quên lời. Trên bến hẹn người ơi xin chế hẹn mà thôi. Tháng giêng luôn về đúng hẹn, chậm bước đi tìm tôi nhé hẹn xuân sau. Nhìn con đò khuất dạng phía bờ lau mà tiếng cười xôn xao vẫn gọi mời đón đời. Nhìn xin được trân trọng cảm ơn phần biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Võ Thành Phê cùng phần hòa của phủ đoàn Bình Minh. Tất cả quý vị khán thính giả thân mến, có thể nói nhạc sĩ Thanh Sơn là nhạc sĩ được rất là nhiều người yêu nhạc biết đến qua rất nhiều bài hát thuộc về dòng nhạc trữ tình, và dường như những bài hát của ông đều mang âm hưởng dân ca và lẫn chút tài điệu thức của cải lương, vì lẽ đó sẽ đưa tâm hồn của chúng ta về với những kỷ niệm. Đã có người từng ví rằng nhạc của Thanh Sơn như là một chiếc xuồng quê hương đưa chúng ta về với ký ức của tuổi học trò, về với những kỷ niệm đầy thi vị của quê hương. Và bên cạnh đó, một điều rất đặc biệt nữa ở nhạc sĩ Thanh Sơn đó là dường như mỗi vùng đất mà ông đi qua, ông đều lưu dấu lại bằng những sáng tác của mình. Và ngay bây giờ, cho phép chúng tôi sẽ được mời tất cả quý vị sẽ cùng du xuân về với miền đất cuối trời của Tổ quốc qua một sáng tác nhạc của Thanh Sơn, lời vọng cổ của cố nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, bài hát Áo Mới Cà Mau. Và với bài hát này, xin được mời tất cả quý vị cùng thưởng thức qua phần minh họa của vũ đoàn Bình Minh cùng với giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Trường Long xin kính chào bà con Tầm Du và xin mời bà con cô bác và anh em cùng Trường Long đến để thăm tỉnh Cà Mau của chúng ta nhé. Chúng ta có tay thật lớn á.
nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bang đồ Việt Nam. Ngày kia đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đó, đêm trắng kia tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngừng, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Xuồng ghe ngày đêm không ngừng, người Cà Mau mà dễ thương vô. Giọng ca của nghệ sĩ Kim Tử Lâu trình ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình nghệ sĩ và tri âm
106. Đây là chương trình đã được tổ chức trong khoảng thời gian rất lâu và là một trong chương trình tạo được của và nếu thì chúng ta để ý một chút thì quý vị sẽ thấy là trong mỗi chương trình nghệ sĩ Hoài Trâm thì bên cạnh các bài tân cổ quý vị được thưởng thức thì còn có xen kẽ đó là những trích đoạn cải lương hoặc là những tiểu phẩm hài nhằm để mang đến sự thú vị cho quý vị khán giả khi theo dõi chương trình. Và ngay bây giờ đến với nghệ sĩ Hoài Trâm lần thứ 106, chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi trích đoạn cải lương hài với nhan đề Của Trời Cho, tác giả Đức Hiền, qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Kim Phương và Linh Trung. Mời quý vị cùng theo dõi. Gà ba ngon rồi. Chưa thấy con gà nào ngu quân gà này. Tự nhiên vô trong này mua ve chai hết chuyện rồi, làm như nghèo quá, làm như khùng rồi sao quá trời. Nói thiệt kia bà con, bây giờ vừa qua Tết rồi mà nghe mấy đứa nhỏ đi học nữa nổi da gà. Có hai đứa con thôi mà đóng tiền học, cái mỗi lần mà đóng tiền học một cái là coi như mượn nợ cấp sớm, mượn nợ bà Phù Dung á, mượn 2 triệu đóng tiền học cho con mà trả 2 năm nay rồi, mỗi ngày đi bán về góp cho bà 20 ngàn, góp 2 năm nay rồi vẫn còn nguyên 2 triệu. Khổ sở bán ve chai kiểu này tiền bạc được bao nhiêu đó, cứ mỗi lần mà nghe học hành của con nhỏ là hết hồn, thiệt là sợ. Này bán được nhiêu tiền, tại vì tự nhiên cái này nó bằng vàng thiệt thì đỡ quá trời, bằng nhôm không, trời ơi bán buôn này kiểu này nhiều ngay tiền đâu trả cho bà Phù Dung ơi trời. Cái gì? Dầu thơm, dầu thơm còn quá trời, sao ai bỏ trời. Thôi mì dính chặt vậy, tào lao quá, người bán được bao nhiêu tiền trời, trời ơi thiệt là khổ. Ấm giòm, mỗi khi mà nói tới chuyện mà con cái học hành, nghe cái nghỉ hè cái là tự nhiên cái là xanh mặt lên. Mỗi khi đến hè lòng mang má buồn. Nói nghỉ hè mới nhớ, con mẹ Phù Dung chồng bà chết 3 năm rồi, có nghĩa là bà cũng nghỉ hè 3 năm rồi đúng không? Tại sao không nghĩ tới cái chuyện mình làm nam nhân kế mà bệnh nói chuyện với bà, biết đâu bà xí xá nợ cho mình sao trời. Nếu nợ bà không sống không nổi, tự dưng bây giờ tự nhiên phải trốn chui trốn nhủi kiểu này. Giờ liều mạng qua gặp bà Phù Dung, nói một tiếng một, bỏ cũng được hả? Nói gì ta? Chị Dung, em yêu chị. Nổi da gà thiệt chứ. Câu này không được rồi. Cũng cách nào phải nói mới được, nhà bà hướng nào quên rồi. Trời, trời ơi, nhìn xa thiệt chứ. Thấy Vũng Tàu luôn mấy cha. Quá trời người ta bữa nay ra giờ này ra Vũng Tàu làm gì ngồi quá trời ngoái nè. Trời ơi. Ô. Ui. Nhà bà Phù Dung. Cái máy này không nhận nhìn sát bên, thấy con mẹ giống như đứng kế bên mình vậy trời. Trời. Ô, rung lại rung gần lại gần lại gần 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 gần. Công nhận mấy cha. Quá trời hiện đại luôn. Đứng làm như kế bên mình luôn á ông nội ơi. Dám rờ đụng nó mà quóng. Máy này hiện đại thiệt. Rờ đụng luôn. Rum lại nữa, rum sát nữa nè. Công nhận con mẹ là càng già càng đẹp mấy cha. Wow. Wow. Quỷ già. Bị
Mày điên hả? Trời đất ơi, tự nhiên đứng giữa công viên mà làm cái giống gì vậy? Hả? Ôi, cái đồ dòm, cái tưởng cái ông dòm đó nhìn nó rung lại sát bên, tưởng đâu chị đứng ở nhà, ai nhà đứng kế bên. À, vậy hả? À. Tưởng ở nhà, ai ngờ đứng kế bên đúng không? À. Khỏe không? À. Khỏe. À, chúc mừng năm mới. À. Làm ăn được không? À, chúc mừng năm mới. À. Làm ăn được chưa? À, chúc mừng năm mới. Bây giờ chúc mừng hoài vậy ông nội? Bữa nay rằm rồi. Qua rằm hả? Nhớ gì chưa? Dạ, nhớ. À, đâu có gì nhớ, cũng làm ăn bình thường. Mùng 1 cũng rước ông bà về, mùng 2 cũng cúng ông bà, rồi mùng 3 cúng ông bà, mùng 7 hạ niêu đưa ông bà, cái mùng 8 nhậu thêm ngày nữa, mùng 9 cúng trời, mùng 10 cúng đất, 11 nhậu thêm ngày nữa, mới xuất hành ngày nay. À vậy hả? Rồi còn sao không tính tới là 16 đó là chết? Hả? Thiệt! Trả thiệt! Cô là ai vậy? Hả? Không lẽ trời nắng chẳng bị điên trời? Hỏi gì vậy? Con của chị Phù Dung phải không? Cái gì? Con gái của chị Phù Dung phải không? Tôi mà con gái của Phù Dung hả? Trời ơi, còn trẻ lắm. Con hai cháu nó đi, biết bà Phù Dung không? Bà Phù Dung cho ra tiền góp biết không? Con nghe ông nội. Phải không? Trời ơi, cha này bữa nay gì vậy? Sao nay nhìn lạ vậy? Lạ lạ gì? Gì vậy? Vụ gì mà giỡn quái? Tôi nói bữa nay nhìn lạ lắm. Bởi vì hôm nay cái nhan sắc này đổi mới quá nhiều. Đổi là đổi làm sao? Ông phải nói rõ tôi nghe. Nó mặn mà hơn trước, xinh căng, tươi thắm đẹp lắm. Ai thấy cũng muốn nhìn cái nhan sắc đó ấy mà chị ơi. Thôi đừng nên chị đang buồn, có nghĩa là chị đang trong hoàn cảnh gọi là đen tiền mà đỏ bạc, ổ đen tình đỏ bạc. Tôi không có đánh bài. Không phải, ý nói là bây giờ chị tiền bạc rất là nhiều. Đúng rồi. Mà tình cảm thì không có. Đúng. Thật ra tình cảm, tiền bạc có thể mua được nhiều thứ. Đúng rồi. Nhưng không mua được tình cảm. Tiền bạc có thể bỏ vô tủ cất, tiền bạc không thể nào ôm ngủ được. Nhưng mà tiền bạc cho vay tiền góp có người không trả là được đó. Đừng nhắc chuyện đó, nói về đang nói chuyện tình cảm nha. Cái đường dây tình yêu của chị nó đang bị nghẽn ở chỗ nào đó. Tức là phải coi cái đường dây tình yêu bắt đầu sao nó khai thông đẩy nó lên cho nó nở hoa, lúc đó sẽ có tình yêu. Bây giờ cái tình cảm của chị đang bị nghẹt, phải đẩy cái tình yêu lên. Thôi ông nội, đẩy hoài. Thì cho tôi coi tay chị coi. Gì? Coi chỉ tay, coi đường tình duyên. Bán dây chai mà đồ coi bói hả? Trời đất ơi, thì đừng có thường dây chai trong dịch nha. Tuy mặc đồ ngoài vậy cho tôi là một người có đầu óc, có tư duy, có thể biết được một chuyện 1.000 năm về sau, có đoán được một chuyện 1.000 năm về trước, đoán chính xác luôn. Chính xác hả? Ờ. Bây giờ đó tôi không cần đoán 1.000 năm về sau và tôi cũng không cần nghĩ tới 1.000 năm về trước. Chị muốn coi ngày nào? Tôi coi nội ngày nay với ngày mai nè. Anh không trả tiền tôi, anh có banh xác không đó? Nếu như từ đây tới chiều mà qua được á thì chị đi trốn đúng không? Trời, chị đưa có chuyện tiền, chuyện nhắc chuyện tiền bạc nữa, để coi chuyện tôi chỉ tay đi được không? Được mà. Sao không có coi bói mà là có một câu miễn phí cho chị luôn, coi chuyện tình cảm chị thôi. Đây gì vậy ông nội? Làm như có điện hay gì cầm cái tay nó muốn giật. Tôi tưởng ông ngủ rồi. Thấy chưa? Gì? Được cao lên chút xíu thôi. Hạ xuống chút. Được cao lên. Hạ. Đưa. Hạ. Thôi. Gì? Chợt trúng bây giờ nè cha. Đưa hết tay ra nè. Ở đây giờ thấy không? Nè. Trời ơi. Làm gì vậy? Đưa cao xíu thôi. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nặng cái tay nhộn chắc luôn. Coi không coi làm gì nặng cái tay vậy? Trời đất ơi, có đường chỉ tay tình duyên đàng hoàng. Rồi nè, thấy không? Nè, được nè, nhát, nè, hết. À,
gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thôi đi cha. Cái gì? Trời ơi, trời ơi. Thôi tội đi. Thôi đi. Đây. Đây nè, thấy không? Thấy vậy. Nè. Nè. Thấy chưa? Thấy gì? Cái đường tình duyên của chị nè. Ừ. Mới đẻ ra chỗ này nè, thấy chưa? Ừ. Mới mẹ mới đẻ ra chỗ này. Lên tới đây nè. 5 tuổi là tình yêu lần đầu tiên, tình yêu đầu tiên. 5 tuổi biết yêu bộ quỷ hả? Yêu cha, yêu mẹ, yêu hết cả nhà, hiểu không? À. Rồi sau đó mấy chị mới gặp người chồng của chị nè. Ừ. Nè, nè. Ừ, nè, ừ. Đi tới chỗ ngã ba này gặp chồng chị nè. Ừ. Rồi chồng chị chết nay 3 năm rồi đúng không? Ừ. Thấy chưa, tôi coi mà đúng mà. Ông nội, chồng tôi chết 3 năm ai không biết. Vô duyên, không. Là bỏ hả? Không phải, coi tiếp coi. Rồi. Nắm tay bóp bóp dặn dặn à. Mệt quá. Tôi không có tiền. Không coi thôi tôi đi. Ê, đừng lại. Coi đi. Coi đi rồi đặng trả nợ tôi. Khó khăn nhiều cái không đáng. Thấy chưa? Tôi dựa không? Dựa đi. Trời ơi, coi bói kỹ gì mà công nhận chứ. Tay mẹ cầm gì mà mềm mèo. Gì mà em? Đúng không? Tay con vợ mình ở nhà bóc gì cứng ngắc. Trời ơi, coi bói gì có mềm cứng ở trong này vậy? Nghe coi tay mắc mớ gì. Lạ lùng à. Trời ơi, tôi con vợ tôi tay mềm mà mát lạnh. Kiểu này tôi đi bán da chai về khỏi cần ăn uống gì hết trơn rồi. Ôm cái tay tôi ngủ luôn à. Trời ơi. Trời ơi. Tám da chai ơi, bẻ ngồi chắc lội lội tay quá à. Coi bói gì mà mệt dữ vậy trời. Trời ơi, quỷ già. Trời đất ơi, tự nhiên ôm cái tay ta ngủ à. À, làm bộ hả? Trả tiền đây. Trả tiền liền làm bộ cái tay coi bói nè. Trả không? Chị đâu giữa đường với sáng sao đem tiền theo. Mấy triệu bạc đem đi lỡn cướp đi giết tôi sao? Chứ là tôi hứa chị chừng nào trả. Ông hôm qua, ông nói cho tôi ngon lành lắm mà. Bữa nào, ngày hôm qua ông hứa là bữa nay ông trả nè. Tôi nói ngày nào? Hôm qua. Nói sao? Mai trả. Ừ, ngày mai tôi trả. Ừ thì trả đi. Bữa nay mới bữa nay mà. Nhưng hôm qua ông hẹn với tôi là ngày mai ông trả. Ngày mai có nghĩa là bữa nay. Trời ơi, ngày mai là ngày mai. Còn bữa nay mới bữa nay à. Bữa nay thứ hai, ngày mai thứ ba. Một còn bữa nay mới là bữa nay hả? À. Không, nhưng mà ông hẹn chắc chắn với tôi ngày mai ông trả. Ngày mai có nghĩa là bữa nay nè. Trời ơi, tức chị nói chuyện ngược nhau không à. Tôi hứa chị ngày mai trả thì ngày mai tôi trả cho chị. Chưa tới ngày mới bữa nay chị đầu tôi tiền đâu tôi trả. Khoan khoan bình tĩnh đi. Chưa đã, khoan. Trả không? Nè, chị... không? Thôi được rồi. Chị Dung. Giỡn trời hả? Để tôi nói cho. Chị Dung, thông cảm tôi nói thiệt. Chị bán buôn ế ẩm quá. Chị thương tôi, chị Dung. Thôi được rồi, bây giờ tôi có tiền trả cho chị. Hay là chị lấy đỡ tôi đi. Lấy tiền đẻ ra tiền. Lấy ông đẻ ra giống gì? Mẹ. Trời ơi. Trời ơi. Chưa đánh mà. Sao tự nhiên xỉu vậy? Trời ơi. Cái này chắc là té trúng đụng ở đâu là bị chết nè. Trời ơi, thôi, ở đây vắng vẻ qua phải trốn liền mới được. Chưa có mẹ nào nhát gan vô mẹ này. Mỗi lần ngã mẹ đầu tiên mình giả bộ xỉu cái bỏ chạy. Tại vì con bé sợ là nhiều khi mình đang nói chuyện á, hai người nói chuyện nha, có người bị ngã ra chết, bây giờ nó dễ bị lên máu chết á, cái ở tù. Con mẹ bỏ nó đi. Xỉu nữa. Thôi khỏi. Xỉu, xỉu hả? Làm bộ làm tịch hoài, không có tiền trả, nói đại không có tiền trả, mày đặt xỉu lên, xỉu xuống nữa. Nó dốc quá đi. Thôi nói thiệt, chị mới đầu năm đầu tháng, chị cũng thông cảm tôi đi. Bây giờ thôi. Bây giờ nói tóm lại thế này nè, anh hứa với tôi một lần cho uy tín đi, chừng nào anh trả 1 tháng, 2 tháng, 50 ngày, nửa tháng gì cũng được. Rồi. Phải uy tín. Rồi tôi bán tôi gom hứa với chị từ đây tới cuối tháng, hết tháng giêng thôi, tôi trả cho chị. Rồi trả bằng cách nào? Thì tôi điện thoại cho chị, tôi mang tiền lại cho chị ở đâu tôi mang tiền đến cho chị. Trời, bán cho trai mà cũng có điện thoại nữa hả? Thì cái dễ là vừa phải thôi chứ. Bán cho trai không mua nổi điện thoại nói chuyện chị à. Đọc số đi, tôi lưu cho. 0917777758. Trời ơi. Ngon quá hen. Thiếu tôi có 2 triệu mấy năm không trả. Trong khi tôi chủ từ góp xài cái điện thoại vậy mà mượn nợ cho xài điện thoại này hả? Cái này đồ giấy chai, đồ giỏm. Nè, giỏm nè. Cái này bán giấy chai, giỡn chi chơi nè, thấy không? Có hình đàng hoàng, thấy không? Đồ giỏm mà. À, trời ơi, trời ơi.
phần biểu diễn của hai nghệ sĩ Kim Phương và Linh Trung đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 106 với trích đoạn cải lương hài Của trời cho. Thưa quý vị khán giả, Châu Thành của tỉnh Long An được biết đến là một huyện giàu truyền thống cách mạng, là một vùng đất với những sản vật nông nghiệp đã giúp cho người dân nơi đây trở nên giàu có, nhất là trái thanh long hiện nay. Về Châu Thành trong những ngày đầu xuân này thì chắc hẳn ai ai chúng ta cũng đều nhớ đến câu ca dao: dù ai bận bịu trăm bề, làm chay 16, nhớ về tầm vô. Vâng, thưa quý vị, đêm nay là đêm rằm tháng giêng. Chúng tôi được biết là hiện giờ người dân Châu Thành và ở các nơi đang có mặt rất đông tại đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Vu của huyện Châu Thành để trang trọng tổ chức lễ hội làm chay. Đây có thể nói là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và nhớ ơn đến những anh hùng dân tộc, những nghĩa sĩ yêu nước, những người đã hy sinh vì nước, vì dân. Giờ đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng về với Châu Thành, cùng trải hội với mùa xuân nơi đây qua bài Tầm Vu Nơi Ước Hẹn, sáng tác của Thanh Vũ qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Minh Trường và Diễm Kiều. Mình cùng gặp nhau dưới mái trường thành phố ba. Chia tay đã mấy mùa thu, em có đợi trong già hờn trách, đừng buồn em ơi, anh đã đến đây rồi. Mật trên ngọn dừa cùng tiêu tích đón mừng ta. Năm đó em rời trường về đây làm cô giáo, đem giáo án miết mài vui cùng tiếng trẻ hát ca. Bởi thương tâm chủ Châu Thành đã dường nuôi em, thương nước gò sông tiền ai đem về đây nâng niu cuộc. Ngại nghe
đồng ruộng dương cao cho người tôi thương phơi phới. Lập tự do hôm nay gió bất về mang chút thương xuân thương của lòng em xuống tầm vô đổi mới hồn nhiên biết bao nụ cười duyên dáng nắm lấy tay anh em truyền hơi ấm nồng nàn Trường và Diễm Kiều. Quý khán giả thân mến, cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm, thì một thành phần không thể nào mà chúng tôi không nhắc đến trong mỗi một chương trình, đó chính là các thành viên trong ban nhạc. Và chúng tôi rất mong quý vị sẽ dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng tri ân những đóng góp thầm lặng của các thành viên trong ban nhạc. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Thành, đàn guitar. Nhạc sĩ Xuân Hoàng, đàn bầu. Nhạc sĩ Hải Minh, đàn kiềm. Và nhạc sĩ Minh Tâm, đàn organ. Kính thưa quý vị, Chiều làng em, Tình thắm duyên quê, Mưa nửa đêm hay là ca khúc Ai cho tôi tình yêu, cùng với rất là nhiều những bài hát khác, là những sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Trúc Phương, người được mệnh danh là ông hoàng dòng nhạc Bolero. Đến với đêm chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 106 tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị cùng thưởng thức lại một trong những bài hát mà chúng tôi vừa xướng danh, đó chính là bài tân cổ Tình thắm duyên quê, lời vọng cổ của Tô Thiên Kiều qua phần minh họa của Vũ đoàn Bình Minh, cùng với giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Tình mặn mà
Cảm ơn Vũ đoàn Bình Minh cùng với giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Không biết là quý vị khán thính giả chúng ta có muốn nghe nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trình diễn thêm một tiết mục nữa không ạ? Dạ, những tràng vỗ tay của quý vị khán giả là chắc chắn muốn chị Thoại Mỹ sẽ tặng thêm cho khán giả ở đây một tiết mục nữa. Tuy nhiên trước khi mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ thể hiện một tiết mục tiếp theo thì cho phép Xuân Hiếu được hỏi chị Thoại Mỹ một chút xíu. Thưa chị, là chương trình ngày hôm nay nghệ sĩ và tri âm được diễn ra ngay đúng ngày rằm tháng Giêng tại huyện Châu Thành của tỉnh Long An. Và cũng ngay ngày rằm tháng Giêng thì ở huyện Châu Thành tỉnh Long An cũng diễn ra ngày hội làm chay. Vậy thì thưa quý vị cũng như là thưa chị Thoại Mỹ, đến với chương trình cũng như là ngay một cái dịp rất là đặc biệt như thế này thì chị có suy nghĩ như thế nào? Lời nói đầu tiên, Thoại Mỹ xin chào tất cả quý đại biểu cùng tất cả quý khán giả lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Thoại Mỹ về Tầm Vu, về Châu Thành mà nghe MC nói là có lễ hội chay, lễ hội đàn chay rất là vui. Đây cũng là một cái lễ hội rất là hay vì bây giờ là khuyến khích chúng ta ăn chay rất nhiều, vì ăn chay không những là ăn chay còn giúp cho mình có nhiều sức khỏe nè, mình sẽ giảm mập nè, giảm béo, giảm bệnh rất là nhiều, và mình sẽ thấy cuộc đời mình tươi tắn hơn nữa, và điều quan trọng là tâm mình được thanh tịnh. Cho nên là Thoại Mỹ rất là vui khi ở huyện Châu Thành tổ chức một cái lễ hội chay như thế này. Thoại Mỹ cũng khuyến khích tất cả bà con cô bác hãy cùng ăn chay. Nếu không ăn chay trường được lâu thì chúng ta sẽ ăn chay kỳ, hoặc là bình thường chúng ta cũng ăn chay cũng được, vì môi trường và sức khỏe của mình. Quý vị hãy cùng ăn chay cho vui ạ. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Và cũng thưa cùng với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đó là trong mỗi một chương trình nghệ sĩ và tri âm sẽ có một cái điều rất là đặc biệt, đó là nghệ sĩ khách mời sẽ cùng hát với lại một khán giả của địa phương nơi mà chương trình diễn ra. Thế thì ngày hôm nay Xuân Hiếu tin chắc là tiết mục này chị cũng đã chuẩn bị cùng với một người con của huyện Châu Thành, Long An khá là chu đáo. Chị có thể giới thiệu tiết mục này được không? Thôi Mỹ xin chân thành cảm ơn đài truyền hình Long An đã tạo một sân chơi rất là lý thú để cho nghệ sĩ được gần với khán giả và được giao lưu với nhau trên tinh thần là trao dồi kinh nghiệm và cùng nhau giúp đỡ. Cho nên Thoại Mỹ rất vui trong đêm nay, Thoại Mỹ sẽ cùng với người con của Tầm Vu, huyện Châu Thành sẽ gửi đến bà con một tiết mục cũng rất là đặc biệt trong đêm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay cho giọng ca của người con huyện Châu Thành, tỉnh Long An, anh Trung Nhân. Xin được mời anh. Vâng, thưa quý vị, một người con của huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đây là một giọng hát trong câu lạc bộ đờn ca tài tử của huyện. Ngày hôm nay khi mà được song ca cùng với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ cũng như là trình diễn ngay tại sân khấu của quê nhà thì cảm xúc của anh Trung Nhân lúc này là như thế nào? Thì là đầu tiên thì Trung Nhân được hát cùng với Thoại Mỹ, thì nói chung cảm xúc của mình bây giờ chưa hát nhưng mà rất là sung sướng, và xin chân thành cảm ơn đài truyền hình Long An cũng đã tạo một sân chơi rất là hữu ích cho các quyện, một chương trình nghệ sĩ tri âm. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, và chúng tôi tin chắc rằng là với cái cảm giác sung sướng, niềm vui như thế này thì sẽ giúp cho anh chị thăng hoa hơn trong tiết mục biểu diễn của mình. Và giờ đây bài ca cổ Chợ Mới qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ cùng với giọng ca của anh Trung Nhân sẽ tiếp nối chương trình. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiết mục đặc biệt này. Xa bờ sông đêm đen lứa đôi mang áo
chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi mẹ bảo. Mẹ bảo sao anh? Cái thằng Tâm á, tánh nó cọc cằn, sợ sau này con Hồng về bị nó ăn hiếp. Nên ba cứ dùng dằn tới lui không cho ai đứa cùng nhau kết nghĩa cao trong. Chưa có nơi nào cá nghĩa thì mẹ sẽ làm.
một lần sẽ duyên không phải bên là trọn đời chịu khổ mà thôi. Anh chưa về thì biến cương còn bóng giặc, chớ nhớ em nhiều, nhớ chợ mới thuê chung, nhớ mẹ em qua nhưng lòng khẳng khái, nhớ bến sông xưa em giặt áo buổi trưa hè. Tết này em ra thăm anh hoài nghĩa, mẹ đã bằng lòng em chẳng sợ. Đúng không quý vị? Xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ cùng với anh Trung Nhân, một người con của Châu Thành, Long An đã đến với chúng ta qua một sáng tác của tác giả Trọng Nguyễn, bài ca cổ Chợ Mới. Thưa quý vị khán giả thân mến, tục xôn nhà ngày Tết là một trong những phong tục truyền thống ở nước ta. Đây được coi là tục lệ đã có từ rất là lâu đời, mỗi độ Tết đến xuân về. Bởi người Việt chúng ta tin rằng là việc xôn đất sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của gia chủ trong suốt một năm. Giờ xôn đất thì sẽ thường được bắt đầu sau giờ giao thừa, khi mà tiếng chuông báo hiệu năm cũ đi qua và năm mới đợi đến. Người xôn đất sẽ là người được lựa chọn rất là kỹ. Với ý nghĩa đó thì sau đây chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi một trích đoạn cải lương với nhan đề là Xôn đất đầu năm của tác giả Tô Thiên Kiều, với phần biểu diễn của các nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh, nghệ sĩ Linh Trung, nghệ sĩ Kim Phương, nghệ sĩ Minh Trường, Thanh Hồng và Diễm Kiều. Mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi. Không cần ăn, không uống, không cần. Gì Thanh Long ruột đỏ, Dương Xuân Hội, Châu Thành đó. Ngon, xin miếng này. Trời ơi, ngon bà cố luôn nha. Ngon hả? Trời ơi, nhậu từ sáng tới giờ không ăn chưa? Nhậu cho chết mà không cần ăn. Không ăn miếng nào luôn. Ê, có mình đủ rồi, có mồi rồi. Hồi sáng giờ nhậu không có mồi, có mồi rồi. Trời ơi, ngày qua ông thiếu tôi một chai, chưa có trả tiền. Bữa nay rồi còn chai nữa, rồi chừng nào trả tiền cho tôi. Ê, uống xong chai nữa trả luôn. Được không? Vậy sao mà ông cứ ấm tôi hoài vậy ông tỏ? Ấm gì đâu ấm. Tôi là tôi nói thiệt cô, tôi nhậu phải ra sai. Sai cho quên trời quên đất, sai cho quên giờ quên giấc, sai cho quên tuổi quên tên. Vì ngày mai cô biết đâu không, hồng của tôi đã là vợ người ta. Nè, tôi biết. Uống đi. Không. Trời ơi, uống đi. Nhưng mà tôi nói cô nghe, cũng tại cái thằng cha thầy ba. Cái thằng cha thầy ba ông nói cái gì nào là thiên can, nào là sát mạng gì đó, cho nên là má hồng không có chịu gả hồng cho tôi. Bây giờ cô nhìn nè, tôi quất hết chai này, tôi qua tôi xử đẹp ổng luôn cho ông coi nè, ông thầy ba ơi. Trời ơi, thôi đi, đã anh lượng đó, tới rồi đó. Tiền của ai? Có phải nhà nó là tiền của người biết? Nợ thì thôi, thì làm bạn bè, làm hàng xóm láng giềng như tôi vậy nè, có làm sao đâu. Cô chưa? Hả? Cô chưa có người yêu đúng không? Sao biết?
Nhìn mặt con là biết chưa có người yêu. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì nó dễ, từ tình yêu chuyển sang tình bạn nó khó lắm. Thôi thôi thôi, nói chuyện với tình yêu đi. Trời ơi, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Em biết rồi. Anh yêu em nhiều lắm không? Em biết anh yêu em. Vậy mà em nói em bỏ anh em đi lấy chồng. Trời ơi, anh nói anh thương em mà anh không nông nổi vậy đó hả? Thương chứ, nhưng mà buồn quá anh đậu có chết cho rồi đi. Con khỉ gió. Đợi anh chút. Đi đâu vậy? Vô trong kiếm cái búa với cây xà bèn anh nại ra anh đóng lại. Trời ơi. Gì trời ơi? Nhưng mà anh tức à, cái thằng cha thầy ba đó là cái gì á mà má em cứ một hai tin lời ổng. Ổng nói con chuột kỵ con mèo kỵ con tí. Ba bốn cái con đó, con mèo, con tí, con mèo, con mẹo, con chuột, nó đâu có ăn nhầm gì nhau mà nhiều khi nó còn hạp nữa mà. Bà đến thầy ba. Anh Toản ơi, em cũng thương anh, nhưng đó chỉ qua là phần số. Phần số. Phần số ơi, phần số. Một không hai, kẻ đến sau đã thành người đến trước. À, máu. Máu, máu đâu vậy anh Toản? Ủa, cái gì mà trắng trắng đỏ đỏ gì ghê vậy? Xạo quá đi cha nội, mới ăn thanh long ruột đỏ ra hộp thanh long mà nói là máu. Ủa? Hồi nãy cô cho tôi ăn thanh long ruột đỏ hả? Nhưng mà anh tức lắm ông ơi. Anh Toản. Anh xót xa trong lòng khi mất em thật rồi. Từ nay đành cô duyên, đành một mình lẻ loi. Em hai đuôi bên người đổi ai ân cảm năm mặt đồng. Nhảy đi, ông có dám nhảy đâu sợ. Trời ơi, con này ác quá, xuống tôi chết nữa.
Tổn ơi là ông Tổn. Ở xứ này hả, ai mà không biết ông Lội như rái vậy đó. Sông này á, cạn hiều à, ông nhảy xuống dưới sao chết được. Nước lớn lắm á, tới được gói ông à. Ờ, nhảy đi, nhảy sẵn ra mò giùm cho tôi mấy cái nắp dung á, tôi lỡ tay làm rớt dưới á, mò giùm tôi dưới đi. Không, vậy tôi không chết ở đây. Vậy chứ chết đâu? Đi chết chỗ khác. Anh Tổn, tôi mà. Cầm đầu đi. Cô chú ơi là cô chú ơi, cô chú à, tôi khổ quá cô chú ơi. Gì nữa đây? Cô chú. Hả? Cốc khổ quá chú ơi. Ngày mai này là tới ngày đám cưới của Cốc rồi. Tía Cốc gả tía cho người ta mà Cốc không biết vợ của tía, chứ quên vợ của Cốc. Trời ơi, không có yêu đương gì mà tự nhiên hai đứa lấy nhau, sao sống hạnh phúc được chú ơi. Cốc khổ quá à. Gì vậy? À, mà vợ của Cốc là ai vậy? Vợ của Cốc, vợ sắp cưới của Cốc đâu có ai xa lạ, là Hồng nè. Anh Cốc. Ờ hai người gì vậy? Ờ, bình tĩnh lại. Trời chung à. Hiểu lầm. Tía tôi từ vàng quá đây cưới vợ cho tôi, mà tôi không biết mặt vợ tôi là tôi không phải người yêu của Hồng đâu nha. Biết hết hồn phải vía, tôi tưởng là quýnh tôi chứ. Trời ơi chị, chị ơi, em nói nghe nè, em năn nỉ chị á, bây giờ anh Tổn á, ảnh rối trí lắm rồi, giờ chỉ có một mình chị là giúp được tụi em thôi, em năn nỉ chị mà chị chua. Trời ơi, năn nỉ chị đó, tôi đâu biết chị đâu giúp. Chua, bây giờ ba đứa tụi tôi rối lắm, chỉ có một mình chua là đứng bên ngoài, chua sáng suốt. Chua kiếm cách nào gỡ rối cho ba đứa tụi tôi được không? À, đúng rồi, ba đứa tụi tôi. Đúng rồi đó, cách đó thì không có phải là không có. Nhưng mà ba người có dám làm hay không? Dám chứ. Gì, bảo vệ tình yêu, chúng mình nhảy xuống dốc cho tôi lửa tận. Tôi cũng quyết thực hiện đến cùng. Còn em, dạ, em cũng sẵn sàng luôn. Còn anh?
con tôi vì hy sinh tình yêu tôi chấp nhận cái chết. Ui. Sao tôi cũng chịu hết trơn á. Trời ơi, lại đây. Có cách hả? Có. Cách gì nói ra? Tôi nghe được câu nào tôi chết liền á. Không nghe gì hết đâu. Có gì quá em. Nó lớn lớn nè. Hiểu rồi. Cùng nhau. Đi làm liền. Đi làm. Chọn bác mà. Thầy ba thông cảm đi thầy ba. Thầy ba cho người ta vô đi. Tội nghiệp đàn trai đứng ngoài nắng mấy tiếng đồng hồ rồi. Không có thông cảm gì hết. Tôi đã coi rồi, tôi coi đâu ra đó rồi. Đúng giờ mới được rước dâu, đúng giờ ngọ mặt trời đứng bóng mới được rước dâu, chứ còn không phải là rước khơi khơi. Trời ơi thầy ba ơi, một chút xíu nữa nước ròng sát đáy rồi làm sao mà xuồng bè rồi cập bến được thầy ba. Thì làm sao đó họ làm. Bây giờ sao, bây giờ cô muốn sao? Cô muốn tụi nó về ở với nhau là ba ngày rồi rã đám, hay là muốn sống trăm năm hạnh phúc? Trời ơi, thôi được rồi. Tôi là thầy mà mình sao cãi tôi hoài. Đúng rồi, thôi thầy ba đừng giận. Rồi thầy ba, ngày vui có con. Nói gì thì cũng cãi. Tất cả chàng trai chú ý. Tất cả. Chờ tao. Làm gì đây? Tới giờ rồi chưa cho rước dâu là sao? Bây giờ có cho vô rước dâu không? Ai nói tới giờ rước dâu? Ông nói mấy giờ, bây giờ đứng ngoài hai tôi đã nói là giờ ngọ mặt trời lên đỉnh đầu mới được rước dâu. Bây giờ chưa có được rước dâu. Chờ giờ nào nữa? Mặt trời lên đỉnh đầu qua khỏi đỉnh đầu rồi. Xỉu 80 người kia rồi kìa. Tôi là thầy, tôi coi tuổi cho hai đứa đâu nó ra đó đàng hoàng, phải không cô Sáu? Đừng có nghe lời cha này, đừng có thương cha này mà rồi là cho vô là bảy tầm bả là nó xui lắm, không có được nghe không? Trời ơi, cô nghĩ cô Sáu, cô gả con hay là thằng cha này gả con? Con dễ vậy là sao? Rồi, thôi anh xui, đừng giận. À thầy ba, thôi giờ anh xui lỡ vô đây rồi, thôi cho thằng trai đây vô đây. Cho đúng để đi đi nha. Để tôi nói chuyện, cô qua đây. Dạ. Tôi nói cho chú biết, hôm nay là tôi thay mặt cho nhà gái, tức là cô Sáu đây. Theo tôi nói rõ ràng là chưa được. Nhưng mà nếu như là sao? Là đàn trai không đúng, đã hẹn là ban đầu, bây giờ đại kiếp mới được nước trong về. Cái việc hôn nhân phải coi rõ ràng tuổi của nó mới hơn. Chú đừng làm như vậy là coi không có được. Thôi được rồi, ta rồi đem vô đi, nhưng mà phải bỏ mới được. Thầy ba quá đáng, quá căng, từng lòng, các ngày trời nắng nóng, trong trạng sát trầm, dù ghe nào vào được đây, ông biết chuyện đó hay không, mà nói tùm lum. Nhưng mà nếu ông nói vậy, các cậu là vậy, tôi không rước dầu, tôi bỏ lễ rước dầu. À, trời ơi, khoa, năm. Trời ơi, đừng giận. Trời hoài à. Thôi từ, đừng giận. Thầy ba ơi, cho rước dâu đi để không có. Trời ơi, mở hàng gì à, giờ con tôi ế trơn á thầy ba. Vậy ha. Ừ. Nếu mà cô chấp nhận vậy đó thì tôi cho vô. Dạ. Mà có cái gì là không có đó thù tôi nghe chưa? Dạ, được. Được rồi, đem lễ giận dâu đi. Con lễ giận dâu. Mệt quá. Trời ơi, sao có hai mâm vậy trời? Để lạc gì có hai mâm mà. Dạ. Kính thưa cô Sáu, chị Xui, kính thưa anh ba, hôm nay ngày lành tháng tốt, đúng ngày mùng 1 Tết, y kỳ sở hẹn, chúng tôi mang lễ vật tới đây xin trình báo trước hai họ. Đầu tiên, đây là khai chầu rượu. Khai chầu rượu hả? Ừ. Sao cao quá vậy? Giống cái cầu Mỹ Thuận. Trời ơi, đem cầu Mỹ Thuận tới đây chứ. Cầu Mỹ Thuận rồi đem vô đây chứ. Ừ. Không được đúng không?
Đặt đàng hoàng. Cái gì? Đặt tay vô, đặt tay vô. Đặt cái gì? Bầu quả cua. Đặt vô. Bầu quả cua. Cua. Cua phải không? Không có con cua nào. Trời đất, cái bầu. Ủa cái này gì vậy? Rượu, bầu rượu. Trời đất ơi, trời đất ơi. Anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Cái này rượu mà. Trời ơi, cái mâm chầu rượu là nó phải có cái nhạo, có cái chung, có cái đồ đàng hoàng. Cái tự nhiên là xách cái can mấy lít rượu rồi vô đây làm gì? 5 lít rượu chứ à. 5 lít, bộ anh tưởng là bộ đàn gái người ta là khoái uống rượu đế lắm mà sao? Bộ mình đem nguyên một can vậy? Cô Sáu ơi, thông cảm đi. Đi rước dâu từ hồi 3 giờ sáng. Thằng con tôi nó chạy lũi luôn trong vàm, người ta rớt mẹ khai chậu rượu xuống sông hết trơn hết trội rồi. Rớt cái gì rớt? Trời ơi, rớt anh cũng có kiếm sao cho anh làm vậy, khi dễ quá lắm. Giờ đỡ tôi cũng rượu vậy. Làm cái gì vậy là khi dễ đàn gái người ta. Thôi được rồi. Không phải đàn gái người ta là bợm nhậu đâu mà xách một can 5 lít vậy. Thôi thầy ba ơi lỡ rồi, bây giờ cái này nó cũng rượu, thôi cho qua đi, xí xóa đi. À là cô nữa phải không? Dạ. Cô xí xóa phải không? Được rồi. Còn cái này, dỡ lên. Đặt tiền ra qua. Bầu quay cua. Đi chơi. Đi ra ngoài. Đi. Chủ hôn tự nhiên cua không đặt là đặt bỏ ra ngoài. Còn hai cha này bữa nay đám cưới con tôi chứ bộ ngày Tết sao mà đặt bầu cua hả? Đâu có biết đâu, tự nhiên là tôi tính bóc cái miếng vải tôi coi, cái tự nhiên ông biểu đặt vô cái tôi hết hồn. Thôi con về chỗ đi được rồi. Trời ơi trời, chết rồi, làm gì vậy trời? Đò cao đúng không? À cao hả? Trời ơi, đụng vô này gì đây? Cao trái đâu? 200 trái đúng không? Tôi đã nói cái buồng cao có 200 trái đàng hoàng. Nè đếm đi còn nhỏ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Té rồi dám đấy. Trời ơi. Cái gì mà cái cùi không mà chúng tôi là buồng cao nào 200 trái? Không được. Trời ơi làm ăn vậy chết rồi năm ơi. Chú mà ngang như vậy là không được. Chú quá khinh dễ đàn gái rồi. Tôi cái chuyện này là tôi không bằng lòng cho rước dâu. Rước dâu chứ. Qua tới đây rồi có trầu cao đàng hoàng rồi. Trời ơi rước cái gì mà rước. Cô dâu có nữa đâu mà đám cưới. Cô dâu đâu? Nè, con Hồng nó trốn đi mất tiêu rồi, nó để lại thơ cho người Tám đó. Hả? Trời ơi, con tôi đi đâu rồi, làm sao rồi làm đám cưới đi trời ơi. Đây cũng là thơ đó, thơ của ông Tỏn gửi cho thầy ba. Ủa thằng Tỏn, tôi có bắt mớ gì đó mà nó gửi thơ cho tôi. À, người này bắt mớ nè, đây nữa. À, thơ của Phương, con của thầy á, gửi cho thầy luôn á. Rồi còn Phương gửi cho tôi nữa. Dạ, đúng rồi. Ủa, cái gì tùm lum thơ vậy? Con tôi nó nói cái gì nè, đọc cho tôi coi. Đâu biết chữ đâu. Trời ơi cũng như không à. Con ơi con làm ơn đọc giùm con Sáng coi coi con Hồng nó nói gì vậy con à. Má kính yêu, khi má đọc thơ này á thì con đã ra đi. Con xin chịu tội bất hiếu với má. Con không thể nào lấy người con không yêu làm chồng. Xin má hãy tha thứ cho con. Chữ hiếu kiếp sau con xin trả cho má. Nhìn biết má. Chết mắt rồi con ơi. Trời ơi trời đó. Cái này là của thằng Toán phải không? Dạ. Thằng Toán đọc giùm tao luôn. Đưa đọc cho. Ai của thằng bò đúng không? Của thằng Toán nó gửi đó. Thằng nào? Thằng Toán. Thằng Toán phải không? Coi nó nói gì trong đó. Gửi ông thầy ba. Cái mặt ông giống như con cá cha. Vừa khó ưa vừa thấy ghét. Ôi. Cái mặt của ông ra ngoài đường. Ủa nó viết vậy đó. Trời ơi ông nè. Tôi mắc mớ, tôi có thù quán cái gì đâu mà nó chửi tôi. Đâu biết chữ đâu. Không biết chữ mà cũng phải đặt đọc nữa, đọc con đọc. Cơ ông nội này. Cái này là con đọc giùm nó nha. Rồi đọc giùm cho bắt. Thầy ba ông đã chết đi. Tôi cũng không còn thiết sống làm chi nữa. Ông nó chết rồi hả? Là âm phủ á. Trời đất ơi, nó biểu tao đi xuống âm phủ. Mà cái chuyện này gì là cái gì trời ơi? Một cái thơ này rồi, hả? Thơ của ông Phương. Đọc luôn tao nghe. Biết Phương không? Biết con của tôi mà tôi biết sao được. Trời ơi thầy làm thầy sao thầy cũng mới biết chữ nữa vậy trời. Trời ơi đâu có biết chữ đâu. Thưa tía, con xin lỗi vì con đã bỏ tía mà đi. Con không thể ở lại xứ này nữa. Đi đâu con cũng nghe người ta đàm tiếu về tía. Đi đâu
chuyện buồn khổ mà thế đem đến cho người ta. Hơn nữa, người con yêu thương tía lại không chấp nhận, nên con đành phải bỏ xứ mà đi. Trời ơi, con đi lạc loài trôi nổi, không biết bao giờ con mới gặp lại tía. Lại tía con đi. Trước khi đi, báo cho tía một tin mừng. Con đã có thai. Quá đã, quá đã. Con gái tôi nó có thai rồi. Con gái tôi nó có thai, nó mới gửi thơ gì à. Trời ơi, chưa có chồng có thai mà cảm mừng vậy đó. Còn con tôi là đám cưới mà không được. Con ơi. Trời ơi, trời. Con ơi, con về đây đi con thầy, ơi. Tôi, thầy ba, thầy ba. Ờ, thầy á, tại thầy nè, thầy coi thầy, coi giờ gì sao. Bây giờ con tôi nó đi tự giận nè. Thầy trả con tôi lại đây cho tôi đi. Giờ con. Trời ơi, con ơi, con. Ờ, con ơi, ủa. Con về rồi hả con? Trời ơi, con ơi, con có sao không con? Con đừng có dạy dột, giờ con thương ai á, má gã liền, má lẹt gã liền. Ừ. Vậy con không anh tổn nè, người yêu con nè má gã không á? Mày hả? Đi dạ con. Trời ơi mày. Đi dạ con. Ờ à, thôi má gã luôn. Má gã luôn. Con cháu mình. Thầy ba, con thầy ba làm sao? Còn chị em Phương á? Thầy con Phương bây giờ nó thương thằng tổn rồi. À, thằng Mận. À, thằng Mận quên rồi, tao nói lộn, không phải mày, thằng Mận. À, thằng Mận. Rồi làm sao giờ thầy ba có gả không? Thì bây giờ gả luôn cho biết sao giờ. Hứa rồi đó nha. Ừ. Gì kỳ cục vậy? Hả? Bữa nay là đám cưới con tôi mà. Tôi bỏ tiền ra bữa nay làm cái lễ cưới tại đây mà. Bà con mấy chục người chờ ở nhà tôi, bây giờ rước dâu sao? Con dâu tôi tự nhiên bây giờ bà qua đây bà gả tôi người khác là sao? Mấy người làm ăn kỳ cục vậy? Rồi cuộc đời con trai tôi sẽ ra sao đây? Thằng họ nó sẽ ra sao đây? Thằng cóc, trời ơi, thằng lộn. Thằng cóc con tôi, trời ơi, nãy tên tôi luôn rồi. Cóc ơi, cóc ơi, cóc. Con đâu rồi, cóc ơi. Ở đây hả? Cóc ơi. Tí ơi, con ở nơi đây mà trái tim con và linh hồn còn phiêu diêu nơi chân trời góc biển, bởi chuyện tình duyên là do con tim rung động yêu thương có xe thành chồng vợ còn ní. Nếu không yêu thì cách nào cuộc nở mà phải đeo mang cả đời nên sẽ khổ. Còn muốn xây nắp tương lai trong mái nhà hạnh phúc thì phải có tình yêu hòa hợp giữa đôi. Không lẽ nó hiểu hồn vậy? Lòng Sóc ơi! Là sầu hận chất chồng. Nếu như chúng con là những người dũng suy cạn nghĩ mà quỷ hoại thân mình để bảo vệ tình yêu, thì giờ đây những người đã áp đặt chúng con liệu có sướng vui khi con mình đau khổ. Chúng con kính trọng đấng sanh thành dương dục, nhưng xin cho chúng con được quyền chọn lựa muốn lựa bạn trăm năm. Nhưng người đó là ai? Người con yêu. Là ai? Đang có mặt ở trong gia đình này nè. Đang có mặt trong gia đình này. Người đó là ai? Đây nè. Hả? Chị hả? Không phải. Không phải. Được bận áo xanh kìa. Con chua. Chúng tình làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối. Người ơi, anh nghĩ nghe cười tươi trong đây mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm thằng quỷ. Để cái đĩa cũng vậy, để hoài. Con nói thiệt đi con, tính vụ con chua này hả?
làm giáp đĩa làm con mệt quá. Bởi vậy tía cho con lấy chú làm vợ được không tía? Người con yêu thương thì tía không lấy ông gả, người con không thương thì chú tía gả làm khổ cuộc đời con. Con xin tía cho con được chọn lựa tình yêu, là con muốn lấy chua cốc với chua, hai đứa lấy nhau. Ê rành lắm đó con. Dạ. Thôi được rồi, nhưng mà liệu con chua đó, chua, dạ, có đồng ý không? Dạ con. Sao? Nó bẻ dạ mình chắc nó chịu rồi. Con giơ hai tay con đồng ý. Khoan. Nó là cái chuyện này là chuyện hệ trọng, đám cưới là chuyện vô cùng hệ trọng. Để tía hỏi thầy ba cái đã. Hả? Thầy ba coi hai đứa đó. Thôi bỏ nghề coi bói rồi, con tôi nó còn bỏ nhà đi mà biểu tôi coi cái gì nữa. Nhưng mà theo tôi thấy kinh nghiệm của cái nghề coi bói của tôi đó em, thì cái ngày rằm tháng giêng này đó mình làm đám cưới là ngon nhất. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với trích đoạn cải lương Sông Đất đầu năm qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ. Và cũng với phần biểu diễn này cũng đã chính thức khép lại chương trình Nghệ sĩ và Trâm lần thứ 106 ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện thành công chương trình này. Xin kính chúc quý vị một năm mới được vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.